chim cánh cụt hoàng đế có những mảng đầu màu vàng đặc biệt, là loài đặc hữu của Nam Cực. Các loài chim biển không bay được sinh sản trên băng biển và dễ bị tổn thương do băng tan vì trái đất ấm lên. Chim cánh cụt hoàng đế chỉ sinh sản ở Nam Cực trong mùa đông. Chúng có thể chịu đựng nhiệt độ âm 40 độ C và vận tốc gió lên tới 144 km/h bằng cách tụ tập thành từng đàn hàng nghìn con. Nhưng loài chim này sẽ không thể tồn tại nếu không có đủ băng biển. Cục Cá và Động vật Hoang dã Mỹ cho biết có khoảng 61 địa bàn sinh sản của loài này nằm dọc bờ biển Nam Cực với khoảng 280.000 cặp sinh sản. Cơ quan này cho biết số lượng loài chim cánh cụt hoàng đế có thể sẽ giảm từ 26% đến 47% vào năm 2050.